phụ. Thì là giống như Chúa hồi xưa có nói, khi ta tái lâm các người sẽ không bao giờ nhận ra ta. Bây giờ buồn mới thường nói, mấy anh chiên thấy tượng ta thì lại, thấy mặt ta thì các ngươi chửi, đó là thật luôn nữa. À, thưa sư phụ, bây giờ hôm nay á, thì để nhắc lại ngày đầu tiên có làm cái lễ cúng tế ở trong, thì tôi xin thành thật xin lỗi các sư huynh sư tỷ. Tôi có hỏi thắc mắc một cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại đi cúng cái này. Cái sư phụ đó là câu hỏi mà khiến cho các sư huynh sư tỷ cũng bận thì giờ để mà trả lời là tại sao cúng có thực phẩm mặn ở trên đó. Thì hồi nãy nghe sư phụ có giải và nhắc lại cái điều đó, cho nên tôi cũng cảm nhận rằng là tại vì có đôi khi cái việc mà cúng bái ở trên bàn thờ đối với một tôn giáo mới đó nó rất là quan trọng, mà không hiểu là có thỉnh ý sư phụ chưa. Cho nên tôi thấy làm như vậy đó, tôi nghĩ rằng nó có cái gì nó không có được hiểu rõ cho lắm, cho nên tôi có hỏi anh Long và tất cả các bạn khác điều đó. Tôi hôm nay tôi thành thật xin lỗi các sư huynh sư tỷ điều đó, tại vì tôi chưa có biết được những cái ý điểm mà của một tôn giáo mới ra đời mà chính sư phụ đã có nói ra. Hồi nãy tôi đã nghe sư phụ giải nghĩa cái điều đó khi mà sáng giấy, thì hôm nay sẵn dịp cơ hội này để thành thật mà xin lỗi các quý vị ở cái điều mà hôm tôi đã thưa sư phụ là rất là mất thì giờ cho các anh các chị đó. Đâu có gì đâu, hồi cũng không có nhớ cái chuyện đó có thể ra hay không, nhưng mà ở bên Thiên Long Sơn á, những Phật tử á, cũng giống vậy nhiều lắm. Nhưng rồi con là có đại phước còn đứng đây còn nói lên những lời vừa mới nói, họ chỉ nghe họ bỏ rồi họ từ đó họ chấp luôn, sư phụ đau lòng không có độ được họ. Rồi đi về chùa á, gặp mấy ông thầy Quốc Danh á, mà ông bỏ bỏ đường châm dầu vô lửa nữa thì thôi. Chứ thật sự sư phụ là người không phải là người phàm, mang nhát phàm như các con, nhưng mà cũng phải phụ tiếp cận được mấy chư vị, những gì mấy chư vị thích sư phụ mới làm được. Trong cái thế giới này không có một vị thầy nào giàu cho lỗi lạc cỡ nào, cũng không có thể để 40 bàn mà mời ngài Mohammed, mời bác tiên, mời vị này vị kia, chỉ có một mình sư phụ là Tự Thiên Long Sơn hay Thiên Long Cung. Ngày qua mấy con thấy video thấy có coi á, thấy nó lạ không? Rồi không có ai có khả năng mà tới trời là sinh đó, một chuyện kinh thiên động địa, những như thầy bình thường không ai dám làm nha, xin tầm bậy là học máu chết rồi. Nhìn đi, nghĩ đi, thì sư phụ là người tiếp cận được mấy vị, thì làm sao sư phụ làm sai? Sư phụ dám làm sai không mới là quan trọng á. Sư phụ không giờ dám làm sai rồi, là đó là thật, là thật. Thì địa tiên giống như chúng ta, ngài Nguyễn Khoa Nam sinh với tướng, tử với thần, đùng thành thần, có lòng dũng cảm là thành thần. Trước khi ông cái đùng ông có ăn chay ngày nào đâu, hiểu không? Hồi thời ngài Nguyễn Công Trực cầm kiếm đem chém pháp bạc 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 bạc, hôm qua ông còn chém đứt ba cái đầu, hôm nay ông bị người ta chém lại ông thành thần. Ngày mà ông bị chém đầu á, cái thân người ông cái đầu đứt á, mà mình không ngã, ngài cũng ăn mặn thôi con ạ. Hồi xưa ngài Nguyễn Công Trận Đạo với ngài Kiến Yêu, sư phụ có nói chuyện với ngài Kiến Yêu mà cái ông mà cắm cái cọc để cho chìm tàu á, Kiến Yêu cái mấy vị thời đó có ăn chay đâu, có biết chay gì đâu. Ăn chay là gì? Chúng ta thời nay xong ngồi chất độc nhiều, đức thầy khuyên con lên mạng con kêu hết đệ tử trên thế giới ăn chay, thì sư phụ cũng nói như vậy. Nhưng mà ngược lại cái thiên tâm mình nó không phải là đạo của miền Tây, cũng không phải đạo của Sài Gòn, cũng không phải đạo của miền Trung, cũng không phải đạo của, nó là một cái đại đạo, nó là một cái đạo thống nhất toàn thế giới. Sư phụ muốn độ mấy thằng Mỹ Đen vòng vòng đó nè, mà giờ con qua con ngõ nhà nó, anh bển kêu nó ăn chay, nó ăn không, mày đi vô khác trời đó, đúng không? Cho nên mình phải
tùy cơ ứng biến mình thích ứng. Nhưng một điều quý vị trên có cho nói, không, mình không biết làm công đức, không tạo công đức thì thôi, nhưng mà đừng có tạo nghiệp. Tạo nghiệp có nghĩa là ăn mấy con nhúng nhích trong cái then của nhà hàng á, hoặc là đi mua cua gì giết nó, hay mua mấy con crawfish luộc. Còn đa số chúng ta có nhiều nhiều cái tầng lớp của thiên tâm. Thiên tâm mới vô như mẫu giáo, kêu họ ăn chay liền không được. Thì cho nên trong 12 giới luật của thiên tâm, Đức Thầy và mẹ đã có diệt qua. Đứa nào ăn chay được, mẹ khoe vỗ tay. Đứa nào ăn chay không được, mẹ cũng đưa ngón tay cười. Tu là được, cút là được, đúng không? Còn khi mình vô mật tông hay mình vô những cái đại thừa của thời nay mấy thầy á, chay, con chay nghe, con chay, ăn chay nghe, vừa nói xong á là cái lòng của con á là bái phục ông thầy đó liền, đúng không? Mình cứ nghĩ ông rất là cao siêu. Nhưng mà sư phụ có chùa mà, năm 2008 sư phụ là người tu mà trong chùa. Ban đêm ông kêu đệ tử mua steak vô không á, con có biết không? Giấu con mà cứ dưới gầm giường đó, sư phụ moi ra đó, bia nữa. Cho nên mình là thiệt, đạo thiên tâm là thực tế. Còn mấy vị kêu các ái đi thân nha con, đừng có gần chồng nhiều quá, dục dục. Có ba món ai xin con phải cho bớt, gọi là Bồ Tát giới, sư phụ là Bồ Tát giới xưa mà. Còn thiên tâm mình, cha mẹ nói gia đình phải hạnh phúc quá. Mình pháp của thế gian nó không rời xuất thế gian, mình phải sống hai chồng phải hạnh phúc, phải làm đúng phận vợ người vợ, phải làm đúng bổn phận người chồng, phải nấu ăn cho giỏi, phải làm bổn phận người vợ cho giỏi. Đừng có nụ cười thì lúc đó mình đọc kinh nó mới hấp thụ vô, mới sanh ra trí tuệ. Chứ mình đừng có lo tu tu không một thứ thì chiếc xe đạp á, nó chạy không có thăng bằng, nó nghiêng. Cho nên người vợ á, mà khi mà lúc đầu á mình cưới chồng, mình nghĩ nó là cục hột sòn thì mình cưới nó, mình chịu nó. Nhưng mà lỡ về nhà nó cục đá thì mình cũng tưởng tượng cục đá cục hột sòn luôn. Chứ không có được bỏ, không có được lẫn nhau. Thì cái mình hạnh phúc thế gian á, thì cha mẹ vui, rồi mình vui thì mình về thôi. Thằng nào cũng như thằng nấy, cô nào cũng như cô nấy. Rồi những lúc chồng mình buồn, chán mình, rồi nó ra đường, nó đi chơi, nó đi làm, nó không chịu về, nó ghé nhà bạn một hai chai, rồi đi vô quán cà phê, quán nhậu, rồi nhìn mấy cô cẳng dài rồi đại khách. Thì mình cũng làm cẳng dài được. Mình phải đóng vai ra Victory Secret, mua đồ về biểu diễn. Cái lưa thưa, để mình để đừng cho chồng mình đi mấy chỗ đó tốn tiền. Đó là thề thật với sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Thì cả hai vợ chồng hạnh phúc, hai chồng cùng đọc kinh. Giờ nào ra giờ đó nha các con. À giờ này ngồi tu. Tu thì mặc áo tu nha. Bằng giờ nào mặc áo cá lư thưa thì mặc áo cá lư thưa. Không thèm nhìn. Có nhiều Phật tử các ái ly thân. Trời ơi, nghe mấy ông thầy hay lắm. Tối à, mấy ông BD á, thầy Pháp Hòa là BD đó con. Dạ, yeah, dạ. Mà ở đây ngày hôm qua ai mà cả đống người đón ổng đúng không? Ổng là tà đó, sư phụ đã hỏi về trên á. Ừ, ghê lắm á. Chẳng qua là họ có một cái ban bệ marketing để mà đi thu tiền của cộng sản dựng ra, để mà tập trung dương đông kích tây, để cho cái sự náo loạn và cái lòng đói với bệnh á, để nó có cái gì mà nó ăn tên gì đó, rồi Phật tử á, cờ rật giống như đàn gà, lâu lâu á thảy xuống giờ một lúc cái đống chạy theo vậy đó. Còn á, mấy ổng lúc nào á cũng nói sư phụ là tà. Người nào nói sư phụ là tà, người đó chính là tà đó. Nhưng mà chẳng qua là cái áo này á, họ chấp tướng quá. Phật tử chấp tướng quá, Phật tử cho lọt sổ. Lọt kỳ này. Bạch sư phụ, con đi chùa từ nhỏ tới lớn, con gặp nhiều dữ lắm, hình tướng nhiều dữ lắm mà con không dám nói, khổ nghiệp. Thì ai làm gì làm, thì sư phụ nói rất là chính xác. Việt Nam nó mòi ra đó, hồi xưa giống như thầy Thích Nhật Từ qua đây á,
tới đây á, là cái mấy chục ngàn người lại, trong đó có sư phụ lại nữa, tại vì thấy ai cũng lại. Ông ơi, tàu mình không lại, mình đứng lên để bị bạn đạo mình ký đầu mình sao? Thấy gì đạo Phật. Hồi xưa ông Võ Hoàng Yên nữa, ông bà, trời nguyên cả chùa lại ổng. Cái mình là chủ chùa, cái nó cũng đeo lôi cái đầu mình xuống lại nữa. Cho nên mấy ông nói sư phụ lại hết rồi. Mấy ông sư phụ đưa mấy ông lên bàn thờ luôn. Nó có, nó còn cái xã hội thời nay ma quỷ nó vậy. Nói tóm lại giờ thì con chỉ con có sự cái hiểu biết rồi. Khi mà con sư phụ dạy cái đạo chân tâm rồi, con thấy con đường cứu cánh rồi, không còn cái gì để lựa chọn hết trơn. Con nói thật, cho nên bây giờ con là quyết tâm theo cha mẹ trở về. Còn dưới trần gian, đây là sư phụ của con. Có đơn giản vậy thôi. Con không dám nói những cái gì khác, con chỉ nói riêng vậy thôi. Tại vì mình nói nhiều thì đụng chạm về khẩu nghiệp với sư phụ. Nó có khẩu nghiệp. Khi mà cái thời này đó, con thì ở cái lĩnh vực của con thì cũng ok đi. Nhưng mà con có nở nào nhìn chị mình, em mình đi cộng nghiệp. Mỗi một ngày Phật tử đó nha, cứ đi lăng xăng chùa này chùa nọ, giống như đi đám giỗ vậy. Chỗ này náo nhiệt đua chè tới đúng không? Rồi cứ lo nguyên góp, rồi lo làm fly, rồi lo vận động, rồi đủ chuyện. Cứ lăng xăng nghĩ là ta đây lập công lớn lắm cho mấy ổng. Là cứ nghĩ là khi ta về nhà là ta giác một bao khổng lồ phước đức. Mà cứ ngày này qua tháng nọ mấy chục năm ăn chay trường, cứ nghĩ ta đây sẽ thành Phật theo lời mấy ông nói. Yeah. Tại vì đâu có ngày nào làm sai đâu. Yeah. Nhưng mà không bao giờ ngờ. Yeah. Ông mập thay chừng nào, ông lấy tiền, ông đi làm bao nhiêu chuyện sai. Cũng y như một thằng ăn cướp. Nó vô nó ăn cướp tiệm vàng rồi lấy vàng nó cho những người kia. Con nghĩ có phải đồng lõa không? Yeah. FBI có bắt luôn ở tù không? Yeah. Khi ông Diêm Vương, ổng bắt cái ông đó, ổng có bắt luôn những cái người đồng lõa mà đi gom tiền cho ông này đó không? Yeah. Gọi là cộng nghiệp. Yeah. Thì trong anh kinh mới nói, thời nay lão vàng đi dưới cầu hết. Đa số. Yeah. 90% lão vàng đi dưới cầu. Yeah. Trong đó cũng có... Yeah. Áo chàng á. Yeah. Áo chàng đông lắm. Mà thầy có sư phụ có biết thầy tiên hòa thượng tuyên hóa. Mình đang nói chuyện của mình, đừng có đem chuyện thầy này thầy kia, tại nãy ai lỡ vô đề tài nói chúng đại sư phụ bực. Tại vì sư phụ bị cái đám mà như cái đám thầy nhà hòa thể hòa đó, cứ tối ngày cứ đi hạ bệ cái kênh của mấy đệ tử sư phụ hoài. Yeah. Tại họ muốn sư phụ nổi tiếng. Yeah. Họ có mấy chục nghìn người marketing nghe con. Họ đi đâu họ đều có giống như là một cái tổng thống vậy đó. Yeah. Đi có ban bệ có này kia. Yeah, họ không đâu có chịu ngồi dưới đất như kiểu sư phụ. Yeah. Họ phải ăn trước rồi xịn soạn cả đống mâm như vua. Yeah. Họ mới đưa tự sát cánh đi. Ba món là sư phụ không ăn này đó. Sư phụ giàu vậy mà ăn rất là bình thường. Yeah. Hai món. Yeah. Hữu xạ tự nhiên hương. Tự nhiên có câu này. Hữu xạ tự mày gói nè. Mày ly mày gói là có ngày. Nhất là sư phụ là không nhận gì của ai, mà sư phụ móc túi ra lo chung chanh. Rõ là cái tâm của sư phụ là Bồ Tát. Thương chúng sanh mà. Ít mức rồi. Sư phụ có chùa thừa hả? Bây giờ tụi con phước báo lắm. Ở chung với ổng sư phụ vậy là không còn con nó, còn ngoài ra không còn con đường nào nữa hết á. Đang ngủ ngon tự nhiên cảnh sát hey, tại vì chùa cũng là sư phụ cai quản về mặt legal đó không, hai ông thầy BD dành ghế nhau cũng là thầy luôn vậy mà kêu cảnh sát tới ghê, sư phụ chủ chùa phải đứng nói chuyện. Chùa phim anh mình nhiều chuyện vui em vẫn muốn kể hết. Hiện giờ cũng đang nặng á, building 18 triệu bạc nuôi dòng á chứ không phải nuôi mấy ông. Trong kinh mẫu là có chú Lăng Nghiêm, là quý chú Đại Bi, chú rồi đó, mà mỗi ngày con đọc kinh mẫu là phải đọc chú Lăng Nghiêm mỗi ngày vậy có được không sư phụ? Con có trượt trong người á. Dạ. Con phải nên đọc nhiều. Dạ.
mỗi ngày con mỗi ngày đọc Lăng Nghiêm để cho nó diệt cái trược á. Thì con có trược không hả? Dạ, mỗi ngày con không có trược. Dạ. Con cần tìm một bạn đạo thiện tri thức đúng để chỉ hướng ở đây, nhưng mà bạn đạo này á, thì hơi cổ quá đó. Tức là học những cái của đức thầy xưa quá, nhiều khi con hấp thụ không kịp. Thì giờ cái căn bản của con á, là chỉ ngồi thiền thôi. Thì giờ sư phụ truyền tâm mắng cho con á, con cứ ngồi thiền mỗi ngày là tốt nhất. Ồ, vậy mà con lại mà Phật con cứ quỳ gối xong rồi cứ mà con có không có ngồi thiền đúng không? Dạ không. Thì bây giờ con bắt đầu ngồi thiền cho nên con lung tung là vì con không ngồi thiền. Tất cả mấy đứa họ thiền á thù bắt ngồi thiền mỗi ngày. Cái chân ngồi khó. Ngồi ghế này cũng ngồi thiền. Ghế được đâu. Con ngồi thiền ngồi ghế này nè, miễn sao mình thả lỏng tức là thiền. Con nằm gì con thiền cũng được. Hoặc gọi là thiền kiểu sư tử nằm gì cũng là thiền. Chứ không phải ngồi thiền là chéo chân ngồi dưới đất và kéo chân giống như là ồ quay cảnh này cũng đẹp quá ta. Dạ. Ngủ xong là ngồi con quay hết cái cảnh này rồi đứa nào dạ, nó đứng chụp hình ra dạ, đây. Dạ sư phụ ơi con xin hỏi chụp hướng này cái ví dụ khi mà người thân của mình mất đi đó thì có phải bây giờ cần phải nhờ mấy ông thầy đến kinh không hả sư phụ? Con chụp hình ra đây. Hả sư phụ? Ví dụ nếu mà người thân của mình mà chẳng may có mất đi trong cái đời kiếp này thì không phải nhờ cần thầy mời thầy đến tụng kinh hay là tự mình sẽ tụng kinh cho người nhà của mình hoặc là bạn bè của mình. Xưa giờ con đi cái chùa đó ông thầy đó mà ở nhà người thân con mà mất mà không mời ông tới đó, ông giận con là sao? Mục đích người ta đầu tư chỉ có những người già trong con thôi. Thấy không? Tại vì đem nhiều cái hình về chùa là củng cố lực lượng cho ta đúng không? Khi gặp sư phụ rồi thì không có. Không, để sư phụ giải thích thì con hãy nói. Thì con phải mời ổng cho có bề ngoài. Nhưng thật tâm á, mà mình đọc kinh ông bà mình chết hơn là kêu mấy thầy. Tại mấy ổng cái chân mệnh hay là cái cốt của mấy ổng á, đâu có bằng những cái đứa con cháu mà thật lòng đâu. Không có. Thì cho nên sư phụ đề nghị là cũng nên kêu ổng. Tại ổng chỉ mong có nhiều đó, mong cho má con chết, ba con chết. Để ổng lấy retainer, tức là lấy mấy hàng năm mà là có sự đông đảo. Bây giờ chùa là vậy đúng không? Phật hồi xưa đâu kiểu như vậy. Chết là thiêu. Trời bữa nay nói chuyện này tới con cứ đừng nó cỡ đừng có bận tâm mấy cái này nhiều. Đông quá rồi cứ một đợi cũng được. Mỗi buổi sáng Thiên Tuấn Kiệt này thức dậy mong cha mẹ, mong các chư Phật cho tất cả chúng sanh quả địa cầu này có chánh kiến, giúp cho con mỗi người mỗi cây đuốc đốt cái màn vô minh này, cho những cái mà trượt những cái tà mau qua khỏi chiến tranh, mau qua nạn đói, ra qua cho nước Việt sớm sáng sủa. Và còn những ông thầy mỗi sáng ông mong á là mong cho nhiều người chết đổi ổng để ổng đi đọc đám tang, để ông thỉnh cái bàn dông về, rồi 49 ngày ông ăn 3.000, hạ nguyệt 3.000, mỗi tháng để cái hình trong chùa là mấy trăm gì đó đại khái. Trời, đó là một cái cho nên hai cái tâm của sư phụ và các thầy khác nhau nghe con. Dù chứ bây giờ khấn dài chết thay đổi được không ạ? Hả? Thế vậy mình thay đổi được không? Con thay đổi được chứ không được. Mấy con khôn ra thì mấy ổng đâu có đường nào để làm ăn. Mấy con ngu quá quý vị. Đúng không? Thế giờ ông bà mình chết thì tự mình do mình cũng theo cái lễ đó, cũng kiếm một vị thầy thường thường thôi. Rồi mình đem cái hình của cha mẹ mình về nhà mình lập bàn thờ như kiểu Việt Nam vậy đó. Thì mình đâu có bị dụ nhiều. Thì từ từ mấy ổng không có business nhiều. Thì từ từ mấy ổng không có truyền pháp hay là dụ dỗ nhiều. Cho nên tại sao hụ nổi tiếng bị mấy ổng ghét nhiều nhất là gì? Thì hụ nói thật là thật. Mà trúng nữa chứ. Dám nói thẳng nói thật. Mà trúng nữa. Nó mới là khó. Thì sư phụ những cái ngồi thiền mà mình
mình ngủ xong thức dậy 5 giờ sáng mình ngồi trên giường luôn, mình ngồi thiền được không sư phụ? Uống một ly nước. 5 giờ sáng hay là 3 giờ sáng? Lúc nào mà thân ta mà bất an là cứ ngồi. À, thân mà bất an là cứ ngồi thôi. Mà ngồi trên giường á, ngủ dậy cái ngồi trên giường luôn hay được không? Được, ngồi trên gối luôn. À, ngồi cho nó được hết trơn á. Được hết, không có gì hết. Ngồi đó được hết. Nhưng mà con độc thân mỗi ngày mà con không ăn chay, cái nấu ăn nhà nấu nêm điếm cho mấy gì. Con không có ăn chay, con độc lăng nghiêm không có nên nghe, phải ăn chay nghe. À, con ăn mặn độc lăng nghiêm. Vậy là ăn chay mấy ngày 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 làm mùng. Ok, giờ con chỉ canh thí dụ con ăn chay 4 ngày. Dạ. Thì con lựa trong 4 ngày đó con đọc lăng nghiêm. Nếu con không có ăn chay trường được. Hoặc là con ăn tuần cũng được. Hồi xưa chay trường nhưng mà sau này đi tùm lum á rồi mấy vị kêu là con cứ nghĩ sao giữ cái tâm mình, sư phụ tâm tịnh nhục. Mà sư phụ đụng con nào sư phụ độ con đó. Con hồi xưa cũng ăn chay trường, ăn 4-5 năm vậy, cái rồi bây giờ không có ăn nữa. Rồi con nhưng mà đọc kinh mẫu, trong kinh mẫu là cũng lúc nào cũng có cái lăng nghiêm mà không cũng có phần lăng nghiêm á sư phụ. Thở ma trong người con nó không có thích lăng nghiêm. Con ráng đọc. Con có câu hỏi này, thí dụ nếu mà con đọc kinh bố mẹ thì là thời gian là phải mất 1 tiếng rưỡi. Thì nếu mà con có thời gian thì con sẽ ngắt nó ra, thí dụ đọc hết cái phần kinh của bố mẹ xong rồi kinh lăng nghiêm xong rồi để phần khác mình ngày khác mình đọc được không ạ? À? Hay là mình phải đọc liền tù tì hết nguyên cả mấy phẩm? Đó là con có cái tù trả giá nè. Dạ không có, tại không có thời gian phải đi làm. Thì đó là lý do tại sao mình bị cuốn cái tâm vào cái vật chất như vậy. Thì có 1 tiếng mấy mà cũng không có giờ, còn 2 mấy tiếng làm gì. Có cái gì quan trọng bằng đi về chứ. Nếu mà sư phụ như con vậy á, sư phụ mở răng đóng hãng rồi Intel nó kêu kiếp mày qua bên Austin Dallas tao, năm tao cho mày mấy trăm triệu. Thụ rất là có tài đó, cũng không ham. Tự nhiên giờ ngồi đây gần cái suối, gần cầu tiêu, rồi ngồi bãi cỏ gì, nói chuyện gì. Con nghĩ sao? Thì con bận cái nào hơn sư phụ hả? Giảm như tiệm nail con, còn mất một khách giữa có mấy trăm bạc là quan trọng hả? Không có gì bận bằng tiếng, không có gì quan trọng bằng dành tiếng máy đọc kinh đi. Còn như thì giờ tự nhiên cái nó làm chuyện khác. Phải ngồi thiền nửa tiếng. Đến nay ngồi đây cũng vui nha, cái này nhỏ à. Giọng mát. À có lý à, nghe chắc thì tôi cũng thích qua chỗ này nữa rồi đó. Hay từng sao bay qua nữa. Từng sao chắc bà con biết ở đây chắc kéo lại cũng đông á. Cái này cũng đột xuất quá. Dạ đột xuất nghe mới được có 1 tiếng nha. Ồ, vậy là đủ rồi. Dạ không, tức là 1 tiếng nhưng mà sắp xếp hết 1 tiếng. Ồ, chị vừa nghe xong 1 tiếng sau là chị chạy tới đây. À hả, tức là phải tranh thủ hết sức. Nhưng mà có cần phải lên chương trình, lịch trình, fly, rồi lên mạng quảng cáo, lên đài quảng cáo như mấy ông thầy Pháp Hòa đó không? Dạ, nếu mà thu làm kiểu đó thì thôi á. Không phải, dạ, cho mình chỉ có cái gốc cây có nhiều đó là con. Trời cho mình mát con khủng, vừa đủ luôn. Nghe công nhận vừa đủ không? Ở ngoài đó nắng, ở đằng đó nắng. Có ăn hay không? Trời cũng thương mình đó. Được có cái 2 tàn cây mình vừa đủ luôn. Tâm á, nhà hàng chay. Công nhận. Tội Tâm Bé Le á. Xin hoan nghênh, cảm ơn. Ai? Cảm ơn con. Nói nhờ chị em mà chị biết. Mới biết chị em nó bị hụt 1 lần. Dạ, xong rồi tức quá. Trời ơi, mình mới nghe video clip sư phụ nói đây mà xong đi đến liền. Từ nhà mình tới cái chỗ gần center của Việt. Thấy cái tiền ngoài không thấy. Bữa vậy rồi. À, bây giờ con cứ bình tĩnh niệm Phật.
Ngày mai 5 giờ sáng chú Phụ đi ra bên trường rồi, cái gì hẹn kỳ sau ngay gốc cây này nữa. Yeah. Khỏi cần phải ra mướn cái chỗ bữa hôm kêu là gì ta? Civic Center. À, Civic Center hả? Ồ, chỗ đó cũng ok đó, nhưng mà thôi. Ở đây nó khỏi. Yeah, nó hả? Tốn 300 bạc á. Yeah, cái này free. Bữa đó phải mướn tốn 300 đây, cây này đâu lấy tiền mình đâu. Free. Ở đây đẹp hơn. Ở đây đẹp hơn. Đẹp hơn. Cái này thì nó mát, cái này quá sướng luôn. Mà đậu xe thoải mái luôn. À, được hả? Mình chỉ thiếu cái rinh rung thôi. Đó kìa. Nó nam nữ xài chung đi con, lót cửa lại nghe. Có thế. Có thể lên đây sướng hơn. Sướng hơn. Dạ, nhưng mà xa hơn nhiều người không biết lái xe. Thì ai có lòng thì mới tới được. Nếu mà sư phụ giảng ngày thứ bảy chủ nhật thì cũng khỏe hơn là ở Civic Center. Dạ. Không sợ bị đuổi nữa. Chuẩn bị nha. Đang muốn nói cái ngon đi về. Thấy giờ đi đâu mấy đâu. À, mấy đứa con kéo được gần đây nè, muốn nói chuyện gì sư phụ cứ nói. Mấy lâu lâu mới gặp có ai hỏi sư phụ nè. Gì không? Lên đây gom gom lại đi, gom gom. Ở đây có restroom mà nói sao vậy? Đó kìa, trình hình. Nói sao? Mất rỡ gì? Mấy chuyện gì không? Tới cho đỡ nắng. Đây là mấy ông tiên, mấy cảnh tiên hả? Ờ, chút ai ở ngoài kia chụp hết cảnh tiên này coi. Hữu tích. Chú Hữu nghe lời con, ở đây là được.